Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một công thức, một loại bánh rất là hot mà hầu như là có rất là nhiều YouTuber đã hướng dẫn nhiều cách làm bánh khác nhau. Đó là bánh bông lan phô mai Nhật Bản, Japanese cotton cheesecake. Cái bánh này á, thực sự là cũng có rất là nhiều các bạn làm thành công rồi, nhưng mà bên cạnh đó cũng còn rất là nhiều các bạn làm tuy nó làm ra thành phẩm rất ngon nhưng mà nó chưa có hoàn hảo. Hoàn hảo ở chỗ là bánh của mình bị nứt mặt nè, hoặc là bánh của mình bị xẹp sau khi nướng, hoặc là bánh chưa có chín đều. Thì cái bánh này cũng phụ thuộc nhiều vô cái kỹ thuật làm và cái lò nướng của mình nữa. Thì với những cái lò nướng hiện đại, những cái lò nướng nó mới á, thì các bạn nướng cái bánh này cũng khá là dễ dàng. Nhưng đối với những cái loại lò nướng mà đời cũ, giống như là cái lò nướng của mình nó là kêu là conventional oven, thì nó có một lửa thôi, thì nó rất là khó nướng. Nếu mà các bạn cứ nướng một cái nhiệt độ thì nó sẽ nứt cái mặt bánh. Hoặc là các bạn phải canh cái lò nướng của mình và các bạn tăng chỉnh nhiệt độ liên tục. Và cái cách làm đó rất là cực và cũng không phải là ai cũng quen cái cách làm như vậy. Hay là mình xin chia sẻ các bạn cách làm, cách nướng an toàn nhất. Cái công thức thì hầu như rất là nhiều bạn đưa ra cái công thức, làm công thức nào ăn cũng thấy ngon hết. Nhưng mà cái cách hôm nay mình muốn là chia sẻ là cái cách nướng của mình, nó sẽ an toàn mà cái bánh nó không có bị xấu, không bị nứt mặt. Thì ngày hôm nay mình sẽ xài 4 trứng. Thì mình đã tách lòng đỏ và lòng trắng ra rồi. Bên cạnh đó mình sẽ xài vừa bột mì đa dụng và bột năng. Hôm nay á, mình xài là 5 lòng đỏ, 4 lòng đỏ, 4 lòng trắng, 4 lòng đỏ, 4 lòng trắng, 112 gram cream cheese mình để trong chung một cái nồi mình nấu luôn, 32 gram bơ, 48 ml sữa, 40 gram bột mì đa dụng, 12 gram bột bắp và 80 gram đường cát. Và cái khay ngày hôm nay mình xài là 6 inch. Và cái cách nướng á, là khi các bạn chỉ cần lót cái giấy nến ở cái đáy thôi, không cần lót xung quanh thành. Thì các bạn phải bọc cái giấy bạc xung quanh cái thành khuôn này. Hoặc là các bạn có cái khuôn, cái size lớn hơn một size của cái khuôn mình nướng, thì các bạn chồng lên hai size như vậy, để cho tình trạng là cái bánh của mình nó không có bị nóng. Nhiệt xung quanh nó không bị nứt bánh, và cái mặt bánh mình nó tập trung cái nhiệt, nó vàng cái mặt bánh. Rồi còn một cái khay nữa là chúng ta để mình nướng cách thủy. Mình sẽ bỏ nước sôi vô đây như vậy nè, đó, mình sẽ nướng như thế này. Còn nếu các bạn không có cái khay lớn hơn một khay thì các bạn bọc giấy bạc xung quanh ha. Rồi ngoài ra khi đánh lòng trắng, muốn cho lòng trắng nó cố định thì các bạn có thể xài cream of tartar, hoặc các bạn xài 1/4 muỗng cà phê nước cốt chanh, nếu không có cũng không sao. Rồi bây giờ mình đi nấu cái hỗn hợp cream cheese, bơ và sữa này cho nó tan ra nha các bạn. Giờ các bạn sẽ nấu lửa nhỏ thôi nha các bạn, để cho ba cái này nó tan với nhau hết. Đầu tiên á, bơ sẽ tan ra trước, sau đó mới là tới cheese. Bạn nấu lửa nhỏ thôi. Mình liên tục mình khuấy cho nó bơ tan. Các bạn nhớ là mình phải nấu cho cái cream cheese này nó tan hoàn toàn, nó không còn lợn cợn nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn nấu mà nó chưa có tan hết, nó còn lợn cợn, thì mình làm bánh đó, mình nó không có mịn đó, nó bị lợn cợn đó. Khi mình ăn nó có mấy cái cục cheese đó. Các bạn cứ nấu lửa nhỏ và nấu đến khi nó tan ra hết hoàn toàn luôn, mịn thiệt mịn thì được, không có sao đâu, cứ nấu lửa nhỏ. Mình quậy liên tục vậy nè. Cái cream cheese nó cũng tùy loại nữa, có loại nó nấu ra dễ tan lắm, còn có loại nó dễ bị vón cục lắm. Mình phải nấu ra, mình dùng cái phới nhỏ vậy nè, mình quậy liên tục. Đó, nó tan rồi đó, nhưng mà nó còn bị lợn cợn nhiều lắm. Thank you.
rây bột nha các bạn. Đừng có bỏ qua bước rây này. Cái bánh này phải thật là mịn. Đó các bạn thấy không, mình không rây cái nó bị cục cục vậy đó. Rồi, rồi mình nhanh tay mình khuấy đều lên. Các bạn cho cái bột vô trước nha, rồi mới tới lòng đỏ. Đừng có cho lòng đỏ vô nó bị chín. Rồi, bây giờ mình cho lòng đỏ vô. Đây, mình cho từng cái lòng đỏ vô, rồi mình khuấy. Khi nó tan mình lại cho tiếp cái nữa vô, làm nhanh tay nha. Đó, mình cho từng cái lòng đỏ vô, bắt đầu nó lỏng ra. Tiếp theo và cái cuối cùng, rồi xong mình cho vanilla extract vô nha các bạn. Nếu các bạn không có vanilla extract, các bạn có thể cho đường vani trong chợ Việt Nam cũng được nữa. Cái đường vani đó các bạn cho 1/2 muỗng cà phê cũng được. Rồi mình để một bên thì mình đi lánh cái lòng trắng lên nha. Khi mình lánh lòng trắng, mình cho cream of tartar, mình cho khoảng 1/2 muỗng cà phê, 1/4 muỗng cà phê, hoặc là các bạn thay thế 1/4 muỗng cà phê nước cốt chanh và mình đánh lên nha. Mình đánh nó tốc độ trung bình cho đến khi nó nổi bọt như quả xà phòng, lên bắt đầu mình cho đường 1/3 lượng đường vô. Xong cứ nửa đường thì mình nửa đánh trong nửa quá trình đó thì mình lại cho 1/3 vô tiếp theo, và khi mà nó bông lại mịn, cái bọt nó mịn ra đó, bắt đầu mình cho hết lòng trắng. Các bạn có thể bật lò lên được rồi. Trong lúc đánh lòng trắng, các bạn nhớ bật lò sẵn ở nhiệt độ là 100 độ C và 220 độ F nha các bạn. Xong các bạn cho luôn cái khay nước nóng, nước sôi vào trong lò để chuẩn bị sẵn luôn. Khi chúng ta đánh lòng trắng vừa xong là lò đã đạt được nhiệt độ mong muốn và khay nước sôi đã trong đó sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần mang khuôn vào nướng thôi. Lòng trắng các bạn đừng có đánh nó bong cứng quá, thì khi trộn bột sẽ khó khăn và lúc nướng sẽ xảy ra tình trạng là bánh bị nứt mặt nha. Nó hơi rũ xuống vậy nè. Đó, nhưng mà nó không có nhiễu xuống. Đó, vậy là được rồi đó. Rồi, bây giờ mình quậy. Quậy cho nó mịn, nó đều này. Mình thấy không? Mịn thiệt mịn luôn. Rồi, bây giờ cái lòng trắng của mình đây. Đó. Bây giờ mình cho sang ít sang lòng đỏ. Rồi, các bạn cứ quậy lần đầu tiên thoải mái. Các bạn cho 1/3 lòng trắng vô. Và các bạn dùng cái phới nè, các bạn phới từ dưới lên. Rồi, khi mình hết thấy lòng trắng mình lại cho thêm
3 còn lại vô. Làm nhanh tay nha các bạn. Các bạn khuấy nè, khuấy cái phới nè, từ dưới lên cho nó đều. Tại lúc này mình còn cái hỗn hợp bột lòng đỏ nó nằm ở dưới đáy á, mình khuấy lên. Đó. Rồi, bây giờ mình cho ngược cái tô. Cho ngược cái tô. Làm nhanh tay. Nhiều quá cái nó bị hụt á. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái spatula đó, khuấy từ dưới lên. Vừa khuấy mình vừa xoay cái tô luôn cho nó đều nè. Xoay xung quanh cái tô vải giữa nè. Xung quanh vải giữa. Rồi. Rồi bắt đầu mịn rồi đó. Rồi mình cho vô khuôn nha. Ok, wait a minute. Rồi đổ hết bột vào khuôn, các bạn lấy cái spatula các bạn đập đập lên cái mặt bột á cho nó vỡ mấy cái bọt khí lớn. Đó. Các bạn cứ xoay xoay rồi các bạn đập khuôn xuống mặt bàn 2 đến 3 lần cho những cái bọt khí lớn nó vỡ ra thì cái bánh mình nướng nó sẽ mịn đẹp hơn. Rồi bây giờ trong lò mình nhiệt độ đã đạt được là 220 độ F rồi và cái khay nước nóng đã nằm trong đó sẵn rồi, bây giờ các bạn cho vào nướng. Mình phải lấy ra khỏi cái khay nước liền nha. Đây các bạn nhìn bánh của mình đây, đẹp không? Thì bây giờ các bạn khoan lấy ra khỏi lò liền nha. Các bạn cứ để ở trong lò này tí để cho nó không có bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, cái nó bị xẹp á. Đó, mình cứ để trong đây một chút nha. Rồi. Bánh sau khi nguội các bạn lấy ra khỏi khay và các bạn gỡ cái giấy nướng bánh ra. Đó, các bạn thấy không? Bánh rất là rung rinh luôn á. Mà ăn tan trong miệng. Bánh này á, khi mình để nguội thì nó sẽ hơi xẹp một chút xíu. Đó là cái điều hiển nhiên rồi, không có sao hết các bạn. Thì mình hy vọng là những bạn mà gặp cái vấn đề về nứt mặt bánh với cái công thức này thì cái cách nướng hôm nay mình chia sẻ với các bạn nó sẽ không có gặp lại tình trạng là bánh sẽ bị nứt mặt nữa. Chúc các bạn thành công và gặp lại các bạn trong những video lần sau.